Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta có một buổi sáng phước lành, xin kính mời quý vị rồi. Sáng hôm nay, chúng ta thấy không khí Giáng sinh đến với chúng ta. Amen. Từng những bài hát về nói về sự Giáng sinh, từng những sự trang trí của các bạn thanh niên về những cây thông, rồi chúng ta nghe những nhạc Giáng sinh làm cho chúng ta rất là vui và nhộn nhịp trong tình yêu của Chúa. Amen. Nhưng tôi nói chị em rằng có một bài thánh ca tôi rất là thích. Nếu không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh. Và nếu không có Chúa Giêsu thì mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là trọng tâm trong mùa Giáng sinh. Amen. Một số người thì bảo rằng cây thông là trọng tâm trong mùa Giáng sinh. Một số người khác bảo là ông già Noel là trọng tâm trong ngày Giáng sinh. Số người khác bảo là mẹ Maria là trọng tâm trong ngày Giáng sinh. Ông Joseph là trọng tâm. Nhiều người chúng nó khác nhau. Nhưng mà thật sự trọng tâm trong ngày Giáng sinh phải là Đức Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nói người bên cạnh, Chúa Giêsu là trung tâm trọng tâm trong ngày Giáng sinh. Amen. Một lần nữa tôi nói với hội thánh là không phải là ngày Giáng sinh nhưng là mùa Giáng sinh. Có thể là trong cái ngày 24 hoặc 25 gì đó chúng ta kỷ niệm, không phải chính xác 100% là cái ngày đó Chúa sinh ra đời. Nhưng dù vậy thì chúng ta mừng cái mốc đó để chúng ta biết rằng có một đấng vĩ đại từ trời đã xuống trần gian trong khoảng thời gian đó để tìm và cứu tôi và anh chị em. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị về danh đó, danh Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nói người bên cạnh, danh Chúa Giêsu quan trọng trong cuộc đời của bạn. Danh Chúa Giêsu quan trọng trong cuộc đời của bạn. Amen. Chúng ta nghe lời của Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ. Xin mời cô Mỹ sẽ đọc lời của Chúa cho chúng ta nghe. Cảm ơn Chúa. Tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 1 câu số 23. Và sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thay bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn ban đem tể nhẹm. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao, mà phán rằng, hỡi Joseph, con cháu David, người chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con và người chịu thay, đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sinh một trai, người khác đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, này một cái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một trai, rồi người ta đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn và đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi ngài sanh một trai thì đặt tên là Giêsu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn quý. Chúng ta cùng đọc chung câu gốc của tôi ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 1 câu số 23 ba lần. Chúng ta cùng đọc chung ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu số 23 ba lần. Chúng ta đọc 2, 3. Này một cái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Một lần nữa, này một cái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Lần thứ ba, này một cái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Emmanuel nghĩa là gì quý vị? Emmanuel nghĩa là gì? Mình nói từ bên cạnh, Đức Chúa Trời đang ở cùng mọi người trong chúng ta. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Mùa Giáng sinh lại về đã nhắc cho chúng ta bao nhiêu kỷ niệm thật là tốt đẹp, bao nhiêu niềm vui mà chính Cứu Chúa đã đến trần gian làm cho con loài người của chúng ta. Cho nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về danh của Đức Chúa Giêsu. Tôi biết về danh Chúa Giêsu và tôi tin vào danh Chúa Giêsu và tôi nhận lãnh phước qua danh của Chúa Giêsu. Amen. Và tôi muốn hỏi hội thánh buổi sáng hôm nay là chúng ta có tin rằng
danh Giêsu là danh quyền năng còn đến đời đời không? Amen. Bao nhiêu người tin rằng Chúa Giêsu chúng ta Ngài là vua của muôn vua và Ngài là Chúa của các chúa? Amen. Bao nhiêu người tin rằng Ngài là Emmanuel, nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời ở cùng mọi người trong chúng ta? Amen. Tôi cảm ơn Chúa, ngày xưa tôi chưa biết Chúa. Tôi nói về danh người này, tôi nói về danh người kia, nhưng mà tất cả các danh của con người chỉ là tạm và nó bị giới hạn. Nhưng khi tôi biết được danh Chúa Giêsu, tôi thấy danh của Ngài quyền năng vô hạn. Và danh của Ngài đã đem sự cứu rỗi, sự chữa lành và bình an trên cuộc đời của tôi. Cho nên tôi muốn đem danh đó ra báo cho nhiều người biết về Chúa Giêsu và đem nhiều người biết về tình yêu của Chúa để tội họ được tha, linh hồn và được cứu. Câu chuyện này được kể rằng có một cô gái trinh nữ nọ vừa lớn lên và chưa có gia đình. Thì bỗng nhiên một ngày kia thiên sứ đến và nói với cô trinh nữ này rằng là: cô ơi, cô sẽ có bầu. Và cô trinh nữ Mary thì mới bảo rằng là: tôi chưa hề biết người nam nào làm sao mà có bầu được. Thì Kinh Thánh ghi tiếp cho chúng ta biết rằng là Kinh Thánh bảo rằng thiên sứ nói rằng Thánh Linh sẽ đến với cô và cô sẽ chịu thai và cô sẽ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Thì nghe tới câu chỗ này thì Joseph là người chồng hứa mới hứa hẹn với nhau, nghe như vậy thất vọng vô cùng, buồn bã vô cùng. Từ nào đến giờ cứ nghe đồn Mary là một cái người đàng hoàng, Mary là một con người lịch sự, Mary là một con người trinh trắng và nhiều điều mà tốt mà tôi mong ngửi. Nhưng bỗng nhiên bây giờ tôi chưa hề va chạm với người này bất cứ lúc nào mà bỗng nhiên người này lại có bầu. Thì trong phân đoạn Kinh Thánh này ghi rằng là, quý vị để ý từ câu số 23, tôi đọc lại cho quý vị nghe: vả sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu được xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng của người là người có nghĩa hay là có tình có nghĩa, chẳng muốn cho người bị xấu hổ á, bèn toan đêm để vậy phải là âm thầm từ hôn. Sau đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến Joseph trong một giấc chiêm bao, trong một giấc mơ, và phán rằng: hỡi Joseph, con cháu của David, ngươi chớ ngại, đừng có ngại ngùng gì lấy Mary làm vợ, vì con mà cứ Mary đang chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh chứ không phải bởi người đâu. Vì người sẽ sinh một con trai, người khá đặt tên là Giêsu. Người khá đặt tên là Giêsu. Chữ Giêsu có nghĩa là đấng cứu dân mình ra khỏi tội. Chúng ta cùng nói người bên cạnh: từ Giêsu là đấng cứu dân mình ra khỏi tội. Và nhìn thẳng người bên cạnh đó là: Giêsu là đấng cứu bạn ra khỏi tội lỗi. Giêsu là đấng cứu bạn ra khỏi tội lỗi. Mỗi người trong chúng ta ai nấy đều có tội cả. Bao nhiêu người có mặt buổi sáng mai tự xưng là tôi chưa bao giờ phạm tội. Và bao nhiêu người đang có mặt ở đây ý thức là mình là một người vô số tội. Và mình cần đến sự tha tội của Chúa trên đời sống. Đối với Chúa, tội lớn hay là tội nhỏ, nó đều là tội, là tội, đúng không chị em? Nhưng mà tất cả tội của chúng ta không thể nào tự chúng ta tha, tự chúng ta chữa được. Nhưng mà chúng ta chỉ được tha tội khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu và Ngài dùng huyết của Ngài rửa sạch tội lỗi tôi và anh chị em. Và trong danh Giêsu, tôi và anh chị em được tha tội. Vì người sẽ sinh một con trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội lỗi, ra khỏi sự nô lệ, ra khỏi sự trói buộc. Mọi việc đã xảy ra như vậy để ứng nghiệm lời của đấng tiên tri phán rằng: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng mọi người. Chúng ta nói người bên cạnh: Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng bạn và tôi. Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng bạn và tôi. Ngài ở cùng khi chúng ta vui mừng, Ngài cũng ở cùng khi chúng ta đang mệt mỏi, Ngài ở cùng khi chúng ta đang thành công, và Ngài cũng ở cùng khi chúng ta đang đối diện với nan đề thử thách. Ngài ở cùng khi chúng ta tràn đầy hạnh phúc, và Ngài cũng ở cùng khi chúng ta đang bị tổn thương, bị mất hạnh phúc thậm chí. Chúng ta biết rằng Ngài luôn luôn ở cùng lúc chúng ta khỏe mạnh, và lúc chúng ta yếu đau, Ngài cũng ở cùng. Nhưng mà những lúc mà chúng ta mệt mỏi nhất,
là những lúc chúng ta cần Chúa nhất. Lúc chúng ta cảm thấy bị nặng lòng nhất, bị tổn thương nhất, bị bỏ rơi nhất, đau đớn nhất là trong lúc mà chúng ta cần Chúa hơn bao giờ hết đấy anh chị. Và anh chị em ơi, Ngài ở cùng khi chúng ta mạnh mẽ và Ngài cũng ở cùng khi chúng ta đang yếu đuối. Con người có thể lìa bỏ chúng ta, gia đình có thể lìa bỏ chúng ta, nhưng Chúa không bao giờ lìa bỏ tôi và quý vị. Hãy nói từ bên cạnh, Chúa không bao giờ lìa bỏ bạn. Amen. Chúa không bao giờ lìa bỏ bạn. Chúa yêu thương bạn và Chúa ở cùng bạn. Và khá là Đức Chúa Trời kinh thánh chép như vậy. Đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy, bèn làm y như lời thiên sứ đã phán dặn mà đem vợ về ở với mình, xong không hề ăn ở với nhau cho đến khi người đó tên là Maria sinh một con trai, thì người ta đặt tên là Jesus. Jesus là đấng cứu chuộc, Jesus là đấng cứu dân mình ra khỏi tội lỗi. Cho nên chúng ta hãy tiếp nhận đến danh Chúa Jesus. Bây giờ tôi muốn đưa quý vị một số câu kinh thánh nói về danh Chúa Jesus, những lời tiên tri trong thời kỳ cựu ước và ứng nghiệm trong thời kỳ tân ước. Chúng ta cùng xem lời của Chúa được chép trong Esai đoạn 9 câu số 5. Esai đoạn 9 câu số 5: vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai của Ngài, Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng. Chúng ta cùng nói là Chúa Giêsu là đấng lạ lùng. Chúa Giêsu là đấng lạ lùng. Bao nhiêu người tin rằng Chúa Giêsu là đấng lạ lùng? Amen. Hãy nói người bên cạnh, Chúa muốn điều làm lạ lùng cho bạn. Amen. Chúa muốn làm điều lạ lùng cho bạn. Danh của Ngài là danh diệu kỳ. Amen. Lạ lùng, diệu kỳ, vinh hiển là danh của Chúa Giêsu. Chúa muốn mọi người trong chúng ta tin nhận Ngài để chúng ta đón nhận một đấng lạ lùng. Đấng lạ lùng đó muốn làm những điều lạ lùng cho bạn trong năm nay. Đấng lạ lùng đó muốn biến đổi cuộc đời của bạn trở thành ngôn phước. Đấng lạ lùng đó muốn đưa bạn lên một bậc cao hơn để bạn thấy rằng đó không phải là bởi sức của bạn, nhưng mà do đấng lạ lùng giúp đỡ cho bạn. Tôi nói thật anh chị em á, chúng ta làm được phòng nhóm này cũng là làm việc trong sự đắng lạ lùng đó. Amen. Nếu mà đắng lạ lùng không giúp đỡ, chúng ta không làm được đâu nha anh chị em. Amen. Nhưng chúng ta khá một Chúa, chúng ta làm được đó là do đắng lạ lùng. Amen. Và Ngài bị trốn xuống đất cũng là một sự lạ lùng. Rồi Ngài sống lại trong sự lạ lùng nữa. Ngài thăng thiên về trời cũng là một sự lạ lùng. Rồi có một điều, Ngài sẽ trở lại trong sự lạ lùng nữa. Trong sự diệu kỳ, bao nhiêu người tin rằng đấng lạ lùng sẽ trở lại. Amen. Ngài là đấng mưu lược. Wow. Ngài mưu lược, Ngài đầy dẫy những cái sự mà bày tỏ những điều diệu kỳ cho mỗi người trong chúng ta. Ngài cố vấn, Ngài bày tỏ, Ngài hướng dẫn, Ngài giúp đỡ những điều đầy mưu lược ở trên môi của Ngài. Chúng ta nhớ một những câu chuyện mà người ta thường bắt Chúa Giêsu, người ta ném đá Chúa Giêsu. Một ngày kia thì người ta giải bẫy để người ta muốn giết hại Chúa Giêsu và giết những người đi theo Ngài và chấm dứt cái những cái cuộc hành trình của Ngài. Thì bây giờ làm sao? Người ta đem ra một người phụ nữ đang bị mắc phải tội ngoại tình, và người ta đang để ở giữa đám đông, và người ta kêu Chúa Giêsu ra chứng kiến, và cả bao nhiêu người được chứng kiến, mà trên tay mỗi người là đang cầm phải một cục đá bự như thế này và đang chờ. Và có một người đứng ra đại diện nói thế này: thưa thầy, hàng ngày bảy mà những người mà phạm tội tà dâm giống như người phụ nữ này á, thì theo luật của Môi-se phải ném đá cho người này chết đi, còn thầy thì nghĩ làm sao? Chúa Giêsu Ngài mới suy nghĩ rằng, nếu như Ngài bảo là hãy ném đá người phụ nữ này chết đi, thì tôi thiết nghĩ rằng là họ sẽ bảo rằng Chúa Giêsu giảng về yêu thương, giảng về sự tha thứ, giảng về sự giải cứu mà suối tôi ném đá người khác, thì chính Chúa Giêsu cũng bị ném đá trong lúc đó. Và nếu mà gọi là để tội, mà có tội là ném đá liền, họ bảo là sao? Chúa Giêsu bảo là tha thứ là ông đã phạm đến luật pháp của Môi-se. Tại sao bị phạm tội mà lại tha thứ? Nhưng mà Chúa Giêsu là đấng đầy mưu lược, Ngài đầy những sự khôn ngoan, Ngài lấy ngón tay Ngài viết xuống đất về những tất cả những lỗi lầm yếu đuối, Ngài nói tất cả những sự xấu xa của con người ra,
và Ngài bảo rằng trong vòng các ngươi đang có mặt ở đây, ai và sau khi nói xong thì Chúa Giêsu bảo rằng như vậy trong vòng các ngươi ai là người vô tội hãy ném đá người đầu tiên này đi, cầm cục đá đầu tiên ném vào người phụ nữ này đi, thì Kinh Thánh bảo là không có người nào dám ném cả. Điều đó chứng tỏ rằng là có người ai nấy cũng có tội, là có người ai nấy cũng cần được tha tội, là có người ai nấy chúng ta cần lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người có mặt buổi sáng này thừa nhận rằng mình cần sự thương xót của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người buổi sáng hôm nay và ý thức được rằng con không dám lên án chỉ trích tội người khác. Đức Chúa Trời là đấng công bình, Ngài đấng vô luật, thì như vậy cảm ơn Chúa Ngài đấng lạ lùng như vậy để nhắn nhủ mọi người trong chúng ta biết được điều đó, hầu cho chúng ta thấy rằng sự giải cứu tuyệt vời của Chúa Giêsu, Ngài quay lại là tất cả đều bỏ đá xuống và không ai còn ném đá Chúa Giêsu mà đã đi hết. Và người phụ nữ đến nói với Chúa Giêsu rằng: ủa không ai ném đá ngươi hay sao? Người phụ nữ này là không ai cả. Chúa Giêsu Ngài phán rằng: ta cũng không định tội ngươi, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Cái điều Chúa Giêsu Ngài đấng mua luật tức là Ngài nói là hãy đi và đừng phạm tội. Trên cuộc sống này đôi lúc sẽ có những cái sự việc, sẽ có những hoàn cảnh, sẽ có những cái tình huống mà tôi và anh em không đủ mưu luận để trả lời với người ta. Họ có thể có sổ sách, họ có thể lên biên bản, họ có thể hội bàn trước, họ có thể tính toán trước, họ lên một kế hoạch để họ hại chúng ta, họ hại uy tín chúng ta xuống, họ sỉ nhục chúng ta, làm đủ một cách. Nhưng tôi nói cho em rằng nếu điều đó đến từ Chúa thì sẽ tốt, còn nó không đến từ Chúa, Đức Chúa Trời sẽ là đấng binh vực những kẻ thật lòng. Amen anh chị em. Nếu chúng ta làm gì sai, tôi đảm bảo Đức Chúa Trời Ngài nói rằng Ngài thương ai thì Ngài trả roi cho một người đó. Ngài chỉ trong tình yêu thương để Ngài đưa chúng ta vào trong sự công chính. Nếu chúng ta có lỗi, nếu chúng ta có những điều gì mưu mô tính toán, lại Đức Chúa Trời xin Ngài dạy con biết ăn năn sửa đổi và làm lại để chúng con tiếp tục sống trong sự thương xót của Chúa Trời. Còn nếu con xét kỹ, lòng của con không có gì gian ác, xấu xa, tội lỗi đây, thì ta sẽ là đấng mưu luận cho con. Ta sẽ là đấng binh vực cho con. Hãy nhìn người bên cạnh đó là Chúa sẽ binh vực bạn khi bạn làm đúng. Amen. Chúa sẽ binh vực bạn khi bạn làm đúng. Khi bạn làm đúng, bạn đừng sợ. Còn vấn đề chỉ trích, còn vấn đề lên án, còn những sự ganh tị, tôi nói chị em rằng không có một người nào tránh khỏi những chuyện này cả. Hãy chỉ tôi về Abraham cũng bị chỉ trích. Hãy chỉ tôi về Isaac, Isaac cũng bị ganh ghẻ và tấn công. Hãy chỉ tôi về Nehemiah, hãy chỉ tôi về Daniel, họ cũng kiện cáo, họ đưa Daniel vào trong hang sư tử. Họ bắt những cái lỗi lầm của những người phục vụ Chúa. Họ đưa những cái lý luận ra để họ kiện cáo. Họ làm thế nào để hạ gục người đang phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng dù trong hang sư tử, nhưng mà nếu xét rằng Daniel vô tội thì Daniel vẫn bình an trong hang sư tử. Chúng ta vỗ tay mừng nghe này. Dù họ có kiện cáo, họ tấn công ba bạn Daniel đi nữa, họ muốn hại ba người Hebrew này, họ muốn hạ gục để không còn phục vụ Chúa, để không còn tin cậy nơi Chúa, để không còn ở trong những chức vụ quan trọng trong triều đình của Darius cũng như là Nebuchadnezzar là gì nữa. Nhưng dù trong lò lửa, nhưng mà xét rằng ba người này vẫn kính sợ Chúa thật lòng, Đức Chúa Trời vẫn bảo vệ bình an trong lò lửa. Amen. Chị em yêu dấu, tôi nói chị em là có vấn đề mà lên án chỉ trích và kết tội người khác mà chưa biết rõ, điều đó vô cùng nguy hiểm. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có một đấng mưu luận đầy khôn ngoan để mưu luận giúp cho chúng ta, để chúng ta được bình an trong mọi sự. Một ngày kia thì ông cải cách, nhà cải cách mà từ công giáo La Mã qua Tin Lành đó là Martin Luther người Đức. Thì ông đang soạn bài và ông đang giúp đỡ cho con dân của Chúa để đọc Kinh Thánh, và mỗi người đều có Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh cầu nguyện. Thì ông đang làm công việc như vậy á, thì ông ở trong phòng tối, ma quỷ nó đến, nó kể cho ông biết bao nhiêu là tội lỗi, nó làm cho ông đủ thứ tội hết, và nó kiện cáo để cho ông nặng lòng nặng chí. Thì bây giờ ông cảm thấy bị mệt mỏi và nặng nề. Nhưng bây giờ thì đấng mưu luận Đức Chúa Trời khôn ngoan đến với cuộc đời của ông Martin Luther. Và ông nói là gì? Ma quỷ ơi,
ngươi kể tội ta như đó chưa đủ, ta còn nhiều hơn tội những gì mà ngươi kể nữa. Nhưng ngươi nên nhớ rằng Giê-xu con Chúa Trời đã gánh tội thay cho ta rồi. Ta đã được chứng minh là vô tội khi dòng huyết của Ngài đã đổ ra trên thập tự giá. Và sau khi mà Martin Luther đưa danh Chúa Giê-xu ra, đưa huyết Chúa Giê-xu ra, đưa những việc công bình mà Chúa Giê-xu đã làm, thì ma quỷ chạy ba chân bốn cẳng ngàn gì. Khi mà bị tấn công tôi và anh chị em, nếu chúng ta dùng sự khôn ngoan của mình tấn công nó lại, chúng ta sẽ vô cùng mệt mỏi. Nhưng hãy nhờ đến Chúa để đấng mưu lực giúp đỡ cho chúng ta. Hãy lắc vai người bên cạnh nó khập nan đề, hãy nhờ đấng mưu lực giúp đỡ cho bạn. Khi gặp nan đề, hãy nhờ đấng mưu lực giúp đỡ cho bạn. Ngài sẽ cố vấn cho bạn. Amen. Ngài không những là đấng lạ lùng, Ngài không những là đấng mưu lực, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời quyền năng. Bao nhiêu người tin rằng chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời quyền năng? Amen. Amen anh chị. Amen. Tôi cảm ơn Chúa, Ngài quyền năng cho nên Ngài chữa lành cho tôi khỏe mạnh bình an cho đến ngày hôm nay. Amen. Ngài quyền năng cho nên Ngài biến tôi là một người chăn bò trở thành người giảng tin lành anh chị. Amen. Ngài quyền năng cho nên chúng ta đang có mặt tại đây, chúng ta có thể trở thành người ca ngợi thờ phượng Chúa, mà chúng ta được phục vụ Chúa đến tất cả đây là bởi quyền năng của Chúa Giêsu. Nhiều người bảo là gì? Giáo lý ngày hôm nay học trong những trường học và nói là Chúa không còn làm phép lạ nữa, Chúa không còn chữa lành nữa. Họ nói sao á? Chứ tôi đọc kinh thánh ở trong Hebrew, sáng nay cô hướng dẫn có đọc nó lại cho chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 13 câu số 8, bao nhiêu người thuộc bằng kinh thánh đó? Hebrew đoạn 13 câu số 8, chúng ta đọc chung này 2, 3. Đức Chúa Giêsu đến hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không thể thay đổi. Đọc lại một lần nữa. Đức Chúa Giêsu đến hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không thể thay đổi. Hãy nói người bên cạnh, Chúa không thay đổi. Chúa không thay đổi. Nan đề của bạn phải được thay đổi. Chúa không thay đổi. Tập xấu của bạn phải được thay đổi. Chúa không thay đổi. Hoàn cảnh đen tối của bạn phải được thay đổi. Chúa không thay đổi. Những sự xấu xa trong bạn phải được thay đổi. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Ngài Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài quyền năng đến độ ngày biến những người xì ke trở thành mục sư được kìa. Quý vị tin là không chuyện với quý vị. Nhưng mà sự thật đang xảy ra đó. Ngài quyền năng đến độ mà coi như là Ngài khiến những con người mà coi như là xã hội thì bỏ, gia đình chê, vợ con lắc đầu, bây giờ trở thành nguồn phước cho nhiều người khác. Ngài quyền năng lắm. Ngài quyền năng đến độ mà tổng thống Hoa Kỳ phải từ Hoa Kỳ qua tới với Việt Nam để bắt tay những con người từng cướp giật, từng xì ke, từng gạt vợ lấy những lon sữa của con đi bán, từng những con người mà dùng con để khống chế lấy tiền để mà đi trích xì ke trở thành mục sư. Wow, tổng thống cũng phải thừa nhận điều đó. Cho nên hỡi anh chị em yêu dấu, tôi nói với anh chị em rằng Chúa là đấng quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng Chúa quyền năng đang ở cùng thánh Sa-lô. Trong danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng Chúa quyền năng sẽ làm những việc lớn lao cho thánh Sa-lô. Chúng ta còn nhớ câu gốc năm này không? Chúng ta thấy đọc chung được không? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu số 20, Đức Chúa Trời cử quyền lực cảm động trong lòng chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc xin ở. Một lần nữa, 2, 3. Đức Chúa Trời cử quyền lực cảm động trong lòng chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc xin ở. Tôi nói chuyện rằng Chúa làm quá những điều lạ lùng cho Thánh Sơn từ đầu năm đến giờ. Chị cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa ban cho những sự lạ lùng. Lần đầu tiên tôi được ghi tên và chia sẻ tại Hội Thánh BBC, đó là Đức Chúa Trời quyền năng đó chị. Đúng không chị em? Và bao nhiêu năm rồi, 8 năm trôi qua mà chúng ta vẫn còn đứng ở chỗ kia chặt hẹp. Bây giờ năm này nói là tới đây là Đức Chúa Trời quyền năng, chúng ta bổ tay cả nhà. Bao nhiêu chị em? Cho nên thật tin cả nhà, Chúa sẽ làm cho chúng ta. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, cô Chi này, kinh nghiệm Chúa quyền năng là gì? Từ một con người biết mai giá, mai vá, bây giờ Chúa nói là ta sẽ khiến ngươi trở nên mai những linh hồn. Không? Ngày xưa Chúa đã nói với ra là ngươi trở nên tài để tưới người. Thì ngày hôm nay Chúa dùng những con người này. Quý vị biết rằng mỗi đêm tôi ở trên cao, tôi ngày dưới này vẫn ca hát là ô Noel lại về,
chỉ có con đường đưa em về thiên quốc, Giêsu là chính con đường cứu mấy bà đó, mà làm tới làm luôn cho đến nó vào tâm trí của mình đám trẻ tại đây. Cứ mỗi ngày như vậy có thêm những người tiếp nhận Chúa, chúng ta khích lệ người khác ngày. Amen. Đừng bao giờ khinh thường người nào cả. Amen. Đừng bao giờ mình nghĩ ồ chắc người đó có khúc như vậy, học hành như vậy chắc không làm, chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Đối với Chúa có khúc ai cũng không quan trọng, nhưng mà cái lòng của chúng ta phải là quan trọng. Amen. Nhiều người trình độ quá cao quá, hiểu biết quá, đâm ra cái lý trí không, nó không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà Chúa muốn mọi người cho chúng ta gì? Có trình độ, có lý trí, có chiều cao là tốt, nhưng mà có lòng của Chúa được càng tốt hơn. Amen. Amen anh chị em. Cho nên Đức Chúa Trời chúng ta là đấng quyền năng. Amen. Ngài là Cha đời đời. Lại nói người bên cạnh, Chúa là Cha của bạn. Chúa là Cha của bạn. Amen. Cha này không phải là người cha bỏ đi Canada, đúng không? Cha này không phải là người cha nói trước quên sao. Cha này không phải là người cha mà coi như là hứa đều, không phải là cha tạm thời, nhưng mà đây là người cha đời đời. Amen. Người cha hoàn hảo. Cho nên cảm ơn Chúa. Ba dưới đất mà Cha ở trên trời. Cho nên trong tình yêu của Chúa, tôi khích lệ Hội Thánh, chúng ta nên dạy con mình kêu mình bằng ba, đừng kêu mình kêu, đừng dạy con mình kêu mình cha. Hãy nói ba là ba của con về phần thể xác, nhưng con có cha thuộc linh trên trời. Cho nên tôi khích lệ hãy tập cho con mình kêu ba nó bằng ba, đừng kêu bằng cha. Tức như là miền Tây thích kêu bằng cha, tôi không nói điều đó. Nhưng mà nếu là những người trong những ngày tới mình có con, mình nên tập con mình kêu bằng ba. Ba dưới đất mà Cha ở trên trời. Dễ hiểu, dễ phân biệt, đúng không chị em? Ở miền Bắc gọi là bố, bố dưới đất, nhưng mà Cha trên trời. Chúng ta có một người cha đời đời, người cha không bao giờ bỏ chúng ta bị cô đơn. Người cha không bao giờ để cho chúng ta bị thất vọng. Dù anh chị em có đẹp cỡ nào, cha đó vẫn là cha của anh chị em. Dù anh chị em có thể là thân tàn ma dại, nhan sắc bị xuống cấp, mặt mày chưa được đẹp như vậy, nhưng mà Ngài vẫn yêu thương anh chị em. Người cha này là người cha hoàn hảo. Người cha đó là người cha không những của đời này, nhưng người cha đó là người cha đời đời và đời đời nữa. Tôi cảm ơn Chúa. Cho nên tôi đã được đến với những trại mồ côi. Tôi nói với tất cả các em nhỏ đó là: các con ơi, các con không còn mồ côi nữa. Các con không còn mồ côi. Và những người đang nghe tại đây, quý vị cũng không còn mồ côi nữa. Đừng bảo là mình mồ côi. Nhưng ngày xưa mình chưa tin Chúa, mình là mồ côi. Nhưng ngày hôm nay mình đã có Chúa Giêsu rồi, mình có Cha đời đời rồi, mình không còn mồ côi nữa. Hãy nhìn người bên cạnh đó là: tôi không còn mồ côi nữa. Tôi không còn mồ côi, không còn côi cút nữa. Nhưng tôi có một người cha đời đời ở với tôi. Amen. Ngài cũng là Chúa bình an. Wow. Wow, chúng ta nói người bên cạnh: wow. Chúa bình an. Ồ, ngày hôm nay có những cái bạo Chúa hung tàn, rồi Chúa thể sân lâm, rồi gì rồi trắng xé người ta, rồi đủ thứ vậy. Nhưng mà không, Chúa mà tôi đang, anh chị em và tôi đang hầu việc, Chúa mà tôi và anh chị em đang thờ phượng, Chúa mà tôi và anh chị em đang yêu mến là Chúa của sự bình an và Chúa của hy vọng nữa kia, Chúa của bình an. Wow, Chúa của bình an, Chúa của hy vọng, con tôn thờ Ngài suốt cuộc đời con. Amen anh chị em. Amen. Chúa của bình an. Chúa Giêsu Ngài đi đến đâu thì sự bình an đến đâu. Ngài đến với cuộc đời nào, cuộc đời đó bình an đến đó anh chị em. Tôi cảm ơn Chúa vì từ ngày tôi biết Chúa, tôi bình an vô cùng anh chị em. Bình an lắm. Nhiều sự việc phải nói là nó căng như dây thần như vậy, nhưng mà trong lúc căng thẳng tôi làm gì? Tôi bắt đầu tôi nhắm mắt là tôi cầu nguyện. Tôi xin lỗi anh chị em, mỗi người có một kinh nghiệm riêng, tôi không nói. Nhưng mà riêng tôi nha, lúc tôi căng thẳng tôi thường cầu nguyện trong tiếng mới. Trong lúc tôi bối rối tôi thường cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Có thể là một số người không chịu trong chuyện này, có một số người có thể không chịu trong chuyện này. Nhưng mà tôi nói anh chị em nè, chịu hay không là chuyện của quý vị. Nhưng mà đây là tôi tin rằng Đức Thánh Linh Ngài là người cha đời đời, Ngài là Chúa bình an trong tâm lòng của tôi. Quý vị biết rằng hai vợ chồng tôi có một kinh nghiệm nè. Lúc chúng tôi bối rối như vậy, chúng tôi bắt đầu bước vào trong sự cầu nguyện trong tiếng mới. Chúng tôi cầu nguyện trong Thánh Linh. Chúng tôi hạ lòng, chúng cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ.
tôi thấy rằng không có việc gì quá khó đối với Chúa. Không có việc gì mà Chúa không giải quyết cho chúng tôi. Tôi chia sẻ điều này là gì? Hai vợ chồng mà hiệp một với nhau, mà cầu nguyện với nhau á, thật lòng không, tôi nói anh chị em nào, Chúa giải quyết hết tất cả mọi nan đề. Không có nan đề nào quá lớn đến độ mà Chúa không giải quyết được. Nhưng cũng chẳng có nan đề nào quá nhỏ mà Chúa không thèm để ý tới. Hãy tin tôi điều này đi. Hãy tin tôi điều này đi. Nhiều người là gặp một nan đề lớn thiệt là lớn á, thì kêu cầu đến Chúa. Nhưng mà gặp những công việc bình thường là sao? Không thèm kêu đến Chúa. Cho nên đôi lúc là gì? Nan đề lớn chúng ta được bình an, mà cái nan đề nhỏ nhỏ chúng ta bị té. Chúng ta có thể tránh được một cây cổ thụ to, nhưng mà vấp té vào những cọng cỏ nhỏ. Một ngày kia có con khỉ, nó kỳ cục, nó quậy, nó phá, và người ta muốn làm cho con khỉ này té. Thì ông thần mặt trời phối hợp với thần gió bảo là ta sẽ làm cho con khỉ này té, cho nó hết quậy. Thế là sao? Ông thần mặt trời nóng thiệt là nóng lên, và ông thần gió thổi thiệt là mạnh. Gió chừng nào, nắng chừng nào thì con khỉ nó càng ôm chặt cây cổ thụ chừng đó. Nó ôm chặt lắm, năng đề chừng nào thì nó ôm chặt chừng đó. Khóc cả chừng nào thì nó bám chặt với chừng đó. Thì nó là không bị té. Nhưng mà sau rồi á, ông thần mặt trời mệt của ông thần mặt trời không nắng nữa, bắt đầu đi điêu thôi. Ông thần gió mệt của ông thần gió không còn thổi mạnh nữa, thổi thổi nhẹ nhẹ thôi. Trời yêu yêu, gió mát mát, và khỉ ngủ ngon, không thấy cái kẹt đâu. Nhiều lúc thử bạn chị em, năng đề lớn không sao, gặp khó khăn kêu cầu Chúa, bám chặt lấy Chúa không sao. Nhưng mà đôi lúc chúng ta bình yên nhẹ nhàng, coi chừng chúng ta bị té lúc chúng ta cảm thấy như là an toàn. Cho nên hãy nhờ cậy nơi Chúa trong mọi lúc và mọi nơi. Việc lớn việc nhỏ đều phải nhờ cậy nơi Chúa. Amen. Nhưng mà ngược lại, có những con người á, việc nhỏ là luôn luôn nhờ cậy nơi Chúa, nhưng mà đụng việc lớn thì sao? Không, nghĩ là chỉ là tôi con này nó bác rồi, quý vị ơi, tôi nghĩ này cái tôi không làm tham gia hầu Chúa nữa, thì tôi không có tham gia gì giáo nữa, kiểu này tôi mệt lắm, tôi đụng tới chuyện xây nhà khi ghê lắm, cao cao người ta không làm hết, đụng bất cứ cái chuyện gì lớn một chút là tôi lui liền. Nhưng buổi sáng nay Chúa muốn mọi người trong chúng ta hãy tin cậy nơi Chúa để vượt qua mọi nan đề. Hãy lắc tay người bên cạnh, hãy tin cậy nơi Chúa để vượt qua mọi nan đề. Hãy tin cậy nơi Chúa để vượt qua mọi nan đề. Amen. Danh của Ngài là Chúa của sự bình an. Chúa sẽ ban bình an cho quý vị. Amen. Danh Chúa Giêsu là gì nữa? Kinh Thánh tiên chép là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Danh của Ngài, Ngài cũng được gọi là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Ngài là một người con yêu dấu, một người con duy nhất là đấng đến để cứu rỗi mọi người trong chúng ta. Chúng ta xem lời của Chúa trong Giăng đoạn 3 câu số 16, xong thì tới Giăng đoạn 1 câu số 29. Giăng đoạn 1 câu 29 là gì? Qua ngày sau, dân thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời đã cất tội lỗi thế gian này. Chúng ta cùng đọc chung trong Giăng đoạn 1 câu 29 một cách mạnh mẽ nào. 2 3. Qua ngày sau, dân thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đã cất tội lỗi thế gian này. Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài đến để cất tội lỗi của thế gian này. Chúng ta nói người bên cạnh: Chúa đến để Chúa cất tội lỗi ra khỏi bạn. Amen. Chúa đến để cất tội lỗi ra khỏi bạn. Chúa đến để Chúa cất tội lỗi ra khỏi bạn. Bao nhiêu người tin vào điều đó? Bao nhiêu người tin rằng Chúa đến để Chúa cất tội lỗi ra khỏi chúng ta? Chúa đến Chúa không chắc cho chúng ta thêm một gánh nặng. Chúa đến Chúa không chắc chúng ta thêm tội lỗi. Chúa đến Chúa không chắc chúng ta thêm một tôn giáo. Nhưng Ngài đến để Ngài cất tội lỗi chúng ta đi. Hãy nhìn người bên cạnh nở nụ cười và nói là cảm ơn Chúa đã cắt tội lỗi của bạn tôi rồi. Cảm ơn Chúa đã cắt tội lỗi của bạn tôi rồi. Amen anh chị em. Ngài là hoàng tử của sự hòa bình là như vậy. Ngài là hoàng tử của sự hòa bình. Và chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời được chép trong Khải Huyền đoạn 17 câu số 14. Danh Chúa Giêsu là gì nữa? Khải Huyền đoạn 17 câu số 14. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng vì là Chúa của các chúa, vua của các vua, và những kẻ được gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng được thắng chúng nữa. Amen. Ngài là vua của các vua, Ngài là Chúa của các chúa. Ngài đang ở trong tôi và anh chị em. Ngài là vua trên mọi vua. Ngài là Chúa của mọi chúa. Dù nan đề của bạn lớn như thế nào nữa, vẫn nhỏ hơn danh Chúa Giêsu. Dù nhu cầu của bạn lớn bao nhiêu đi nữa, nhu cầu đó vẫn nhỏ hơn danh Chúa Giêsu. Hãy nghe
nghe đến danh Chúa Giêsu thì mọi đồ gối đặt trên trời, dưới đất, ở dưới đất phải đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Giêsu là cứu Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài. Amen. Danh Chúa Giêsu là danh như vậy đó anh chị. Danh Chúa Giêsu là phải nói là vua trên muôn vua, Ngài là Chúa của các Chúa nữa. Nói gì nữa? Chúng ta xem lần Chúa trong Khải Huyền đoạn 19 câu số 16. Khải Huyền đoạn 19 câu số 16, chúng ta đọc cho ông 2, 3. Trên áo tơ và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và Chúa của các vua. Một lần nữa nhắc nhở chúng ta, Chúa Giêsu danh Ngài là vua của các vua và là Chúa của các vua. Ở anh em, chúng ta xem lời của Chúa ở trong sách Mát đoạn 16 câu 17 và 18. Sách Mát đoạn 16, 17, 18 chép như sau: vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh của ta hay là danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay để uống giống chi đồng cũng chẳng là gì, mẹ đặt tay trên cái đầu thì cái đầu được. Danh Chúa Giêsu là danh trừ quỷ. Amen. Những cái con quỷ nào sợ hãi lui ra khỏi dân sự của Đức Chúa Trời. Những con quỷ của sự bất an lui ra khỏi dân sự của Đức Chúa Trời. Những con quỷ của sự gian ác lui ra khỏi hội thánh của Ngài. Amen. Chúng ta hãy nhờ danh Chúa Giêsu mà trừ những con quỷ đó, những con quỷ mà gian ác hung dữ, những con quỷ mà tổ chức đi cướp ngân hàng lui ra khỏi đất nước Việt Nam này nữa. Amen. Amen. Những con quỷ mà tổ chức để mà kiện cáo tội lỗi của những người vô tội lui ra khỏi dân sự của Đức Chúa Trời nữa. Amen. Những con quỷ của sự hơn thua, những con quỷ của sự xấu xa nó lui ra khỏi lòng của mỗi người trong chúng ta. Hãy để danh Chúa Giêsu trừ ma và trị quỷ lên chị. Amen. Có một đền đông Chúa ông giảng như thế này: trong con người chúng ta nhiều lúc xuất hiện hai con người, xuất hiện hai con người. Một là con người thuộc về Chúa. Một con người thuộc về Chúa là một con người vô cùng dễ thương, đúng không anh chị em? Một con người thuộc linh vô cùng dễ thương. Và cái con người này là con người được mua chuộc bởi quý Chúa Giêsu. Nhưng mà đôi lúc không cẩn thận, cái con người xác thịt, cái con người này nó mở cửa cho cái con quỷ đó, con quỷ ganh tị, cái con quỷ mà hơn thua, cái con quỷ mà kiện cáo, cái con quỷ mà hiểu lầm, cái con quỷ mà xấu xa, cái con quỷ mà giết đơn để mà tốt với những người không vô tội vậy. Cái con quỷ mà nó không phải là thuộc anh em mình, nhưng mà nó xúi. Cho nên Chúa dạy chúng ta đừng bao giờ ghét anh em của mình, nhưng chúng ta cần phải yêu thương anh em của mình nhiều hơn, đúng không anh chị em? Đôi lúc họ làm việc mà Chúa Giêsu nói: cha ơi xin tha tội cho các tụi này ha, vì nó làm điều nó không biết. Ví dụ ha, cha ơi xin tha tội cho họ vì họ làm gì họ không biết. Có những lúc mà tôi và anh chị em không cẩn thận, chúng ta sẽ làm những điều mà chúng ta không biết anh chị. Có bao nhiêu người đang có mặt ở đây thừa nhận rằng có những lúc mình la vợ mình, la con mình mà mình thực ra nó của họ đâu có tội gia đình mình la, đúng không anh chị? Có những lúc mình bị nóng á, quánh cháo, có người nào quánh cháo gì? Như lúc mình bị nóng có vô cớ, nhớ tỉnh lại nó một chú ơi chú tha thứ cho con. Có những người á, nhiều lúc chúng ta làm những điều mà chúng ta không biết được, cho nên xin Chúa hãy giúp đỡ cho tôi và anh chị em sẽ cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa nói là vậy, những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh của Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Nhiều lúc chính chúng ta sẽ cậy ơn Chúa Giêsu dùng danh của Ngài mà trừ những con quỷ gì mà chúng ta biết đó. Con quỷ không ở đâu xa, nhưng mà nó lẻn lẻn ở trong lòng của tôi và anh chị em. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của ông Phi-e-rơ không? Chúa Giêsu vào trong địa phận của Caesarea Philippi đó. Chúa Giêsu bảo rằng người thì nói ta là Eli, người nói ta là Giăng Báp-tít, người khác ta là lẫn Jeremy, còn các ngươi nói ta là ai? Thì ngay lập tức ông Phi-e-rơ nói là sao? Thầy là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu bảo là sao? Nếu không có sự bày tỏ từ trên cao của Đức Chúa Trời thì ngươi không biết được những chuyện này đâu. Nhưng sau khi nói một chuyện là Chúa Giêsu nói là con người là chính Ngài á, phải nộp trong gai kẻ có tội, phải bị đóng đinh bị chết. Phi-e-rơ cản liền: không được, không được, chuyện này không được. Đức Chúa Trời nào đỡ vậy? Đừng làm vậy. Chúa Giêsu quay lại nói là: ở Satan, hãy lui khỏi con người này. Chỉ cần một phút trước Phi-e-rơ được khen, nhưng mà một phút sau Phi-e-rơ đã bị vỡ. Như vậy trong Phi-e-rơ xuất hiện hai con người. Cho nên khi nào tôi đứng ra tôi giảng là tôi đang được tung đổ trong Đức Thánh Linh, anh chị em thấy tôi có người thuộc linh như vậy, anh chị em vô cùng dễ thương đối với tôi, đúng không anh chị em? Nhưng mà đôi lúc tôi cũng có những cái sơ hở, tôi để những sự xấu xa nó tràn ngập trong tôi. Nhưng lúc xấu xa đó
anh chị em không nên ghét tôi, nhưng cần phải cầu nguyện giải cứu con người này. Amen. Yêu thương con người này và giúp đỡ cho họ tỉnh hồn lại để quay lại con đường chân chính. Amen. Không phải tôi không, mà chính anh chị em cũng như vậy. Amen. Đúng không chị em? Amen. Cho nên có những lúc chúng ta cần phải tha thứ cho chồng của mình. Amen. Đôi lúc chúng ta cần phải tha thứ cho vợ của mình. Amen. Đúng không Thanh? Đúng không Thanh? Có những lúc cũng cần phải tha thứ ha. Có khi nào mình chửi một cách vô cớ chưa? Hoài. Cô mình, đôi lúc cũng cần phải tha thứ cho ông ngồi bên cạnh ha. Có không? Cũng có chứ. Phải mỗi người trong chúng ta. Chị Hương, thỉnh thoảng cũng phải tha thứ cho cái mũi đèn đó à. Lúc đó không phải họ nữa. Lúc mà nóng đập bàn đá ghế, đập tủ phá rương, đập giường phá chiếu á là nên lúc đó tung luôn đó là lúc đó không phải là họ nữa. Cho nên trong lúc đó chúng ta đừng dùng sách thịt đấu lại. Nhưng mà những người thuộc linh thật sự trong lúc đó là gì? Không có đấu lại, mà trong lúc đó chúng ta cầu nguyện và dùng danh Chúa Giêsu mà đuổi con quỷ ra khỏi con người đó. Amen. Amen. Con quỷ nó dặn lui ra khỏi con người này. Amen. Chúng ta nó nhỏ nhỏ thì nó lớn quá đó. Nó lớn quá đó mà mình nói con quỷ nó quá đó. Nó quá trăm triệu đó nha. Lúc đó chúng ta cầu nguyện dùng danh Chúa Giêsu mà nó nhỏ trong lòng, nó trong quy quyền, nó trong đức tin, đúng không chị em? Chứ lúc đó mà chỉ là con quỷ nó quá. Đừng nghe, tôi chia sẻ kỹ chỗ này nha. Ông chồng của mình đang nóng trong quạo, ông đang đập tivi, ông đang đập giường chiếu, mà mình chỉ thẳng mặt đồ quỷ ra khỏi là không quá đó. Đừng như vậy, mà trong lúc chúng ta hãy trốn vào trong phòng, chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhân danh Chúa Giêsu trốn một người được tối tăm ra khỏi ông nghiện rượu uống rượu gì quậy phá này, nhân danh Chúa Giêsu đuổi con quỷ ra khỏi người chồng mình. Tôi tin rằng danh Chúa Giêsu hiệu nghiệm cho đó, thì cái sự nóng giận sẽ nguôi ra khỏi người chồng của mình. Amen. Amen. Trong lúc mà bà vợ của mình mà bà đang sưng sỏ chửi và nghiến răng rồi, trong lúc đó anh chị em biết rằng hãy bình tĩnh. Nếu chúng ta không bình tĩnh á thì thường thường với ông chồng thì cao bà thấp luôn thì giả không khác, từ đó anh chị đi chồng cái răng nào cả ngàn đô lộn còn là đi chồng răng là cho bà đuối lắm. Nên đừng đánh dùng bạo lực là không đúng ý muốn của Chúa. Mà trong lúc đó mình phải những người chồng kính sợ Chúa là gì? Nhân danh Chúa Giêsu cái cùng chối một cái linh không giữ, cái linh lãm nhảm chữ bậy ra khỏi vợ ta ngay trong nhà này. Ta nói là Chúa rằng con yêu con người này và sự xấu xa luôn là của con người này. Nếu chúng ta dùng đúng danh Chúa Giêsu đúng lúc như vậy, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự giải cứu tuyệt vời trong gia đình của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng ta phúc cho anh chị em. Amen. Chúng ta xin lời của Chúa trong Khải Huyền đoạn 22 câu số 13. Gần xong rồi. Anh chị em ơi, đừng nóng nóng quá. Khải Huyền đoạn 22 câu số 13. 23. Ta là Alpha và là Omega, là thứ nhất và sau chấu, là đầu và là đuôi. Ngài là đầu tiên cũng là cuối cùng. Ngài đã khởi nguyên cũng là đấng hoàn tất. Ngài là Alpha. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta có những đồng hồ Alpha là những đồng hồ gọi là đời đầu lắm. Và cũng có những cái loại đồng hồ Omega nghĩa là đồng hồ đời cuối. Có những loại C, có những cái loại Alpha, Omega đầu tiên và cuối cùng, thứ nhất và là sau chấu. Cho nên chúng ta hãy để Chúa Giêsu là đầu tiên trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Và Chúa Giêsu cũng là đã hoàn tất cuối cuộc đời của chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đọc Khải Huyền đoạn 1 số 18. Khải Huyền đoạn 1 số 18. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng, phán rằng ta là Alpha và là Omega. Hai lần nói như vậy. Ngài là Alpha và là Omega. Ngài là danh y đại tài, đấng chữa lành tất cả bệnh tật cho mọi người trong chúng ta. Thưa quý vị, từ sáng đến giờ tôi đã giới thiệu về danh Chúa Giêsu quá dị truyền trên mọi người trong chúng ta. Đúng không chị em? Nè. Thứ nhất là Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đúng Ngài nghĩa là Ngài danh của Ngài là Giêsu để đấng cứu dân mình ra khỏi tội. Tiếp theo là gì? Ngài sẽ được xưng là đấng lạc lùng, đấng mô lùng, Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài là Cha đời đời, Ngài là Chúa của sự bình an. Wow, như vậy à? Ngài là đấng vua trên muôn vua, Ngài là Chúa của các chúa, Ngài là Alpha và Ngài là Omega, Ngài là chiến công Đức Chúa Trời đã cất tội lỗi của thế gian đây. Danh Giêsu là danh tất cả trên cuộc đời của tôi và anh chị. Hễ gặp bất cứ một hoàn cảnh nào, nan đề nào, hãy đưa danh Giêsu ra để trừ ma và trị quỷ anh chị. Chúa ban phước cho anh chị em có yêu mến danh Giêsu không? Amen. Có ba điều mà chúng ta cần phải nhớ là danh Chúa Giêsu, huyết Chúa Giêsu và lời Chúa Trời
ban cái điều này sẽ đến cái sự giải cứu hoàn toàn trên đời sống của chúng ta. Cho nên buổi sáng nay chúng ta đã học về danh Chúa Giêsu, xin Ngài ban phước cho chúng ta yêu mến cái danh của Ngài. Chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này. Xin mọi người chúng ta đứng lên và chúng ta nói rằng: Cảm ơn Chúa đã ban cho con danh Chúa Giêsu. Cảm ơn danh Giêsu đã ở cùng chúng con. Hallelujah trong danh Giêsu nữa. Cảm ơn danh Giêsu. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.